chương trình 24 giờ chuyển động. Phương Thảo và Ngọc Thật mến chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, 800 tỷ đồng là con số đang làm nóng các mặt báo những ngày qua. Đây là khoản tiền mà công ty Việt Á chi hoa hồng cho các đối tác của mình trong vụ kit xét nghiệm COVID-19. 800 tỷ đồng là con số khủng khiếp khiến cho nỗi đau của người dân càng tăng thêm, nhất là những gia đình có người mất trong đại dịch. Câu chuyện đang thu hút sự quan tâm của dư luận này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập bình luận trong ít phút tới. Trước hết thì như thường lệ, mời quý vị thính giả cùng đến với phần điểm những thông tin đáng chú ý sau đây. Bạc Liêu tiêu hủy gần 5,3 triệu tâm giống chưa qua kiểm dịch Nóng trên mặt báo, 800 tỷ đồng hoa hồng ký xét nghiệm, tiền mồ hôi, nước mắt của dân nghèo Người dân Cà Mau khốn khổ với nạn mất ốc Cụ ông 88 tuổi, tốt nghiệp đại học cùng cháu gái 23 tuổi Thưa quý vị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện và phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền hàng trăm tỷ đồng, bắt giữ 16 đối tượng liên quan. Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Thanh Vân. Những đối tượng này cùng ngủ tại thành phố Huế. Trước đó vào tối ngày 6 tháng 1, kiểm tra nhà số 77 đường Chi Lăng, thành phố Huế, lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện bắt quả tang các đối tượng trên đang ghi số đề. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, hàng ngày Vân sẽ nhận ghi số đề của các đối tượng chân rết chuyển thông qua tài khoản Zalo Viber. Sau đó, phân công cho con trai lấy giấy ghi số đề của cái dưới. Ngoài ra, đối tượng Vân còn sang số đề cho em gái để thu lợi bất chính. Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc với hình thức lô đề gần 5 năm nay, với tổng số tiền đánh bạc hàng năm ước tính là gần 230 tỷ đồng. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 3 trường hợp về hành vi vận chuyển tôm giống chưa qua kiểm dịch vào địa phương. Vào chiều ngày 6 tháng 1, lực lượng chức năng Bạc Liêu tổ chức kiểm tra đột xuất hàng chục xe tải vận chuyển tôm giống từ các tỉnh miền Trung vào địa bàn tiêu thụ tại khu vực chợ Tôm, phường 1, thị xã Giá Rai. Qua đó, phát hiện hai xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Ninh Thuận, một xe mang biển kiểm soát tỉnh Khánh Hòa đang chở số lượng lớn tôm giống chưa qua kiểm dịch. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế của ba xe tải và người áp tải hàng không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến số tôm giống nói trên. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tịch thu và tiêu hủy toàn bộ gần 5,3 triệu con tôm giống. Đây là số lượng tôm giống chưa qua kiểm dịch lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện và tiêu hủy tại Bạc Liêu. Thưa quý vị, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nằm Cắn, bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã phát hiện 11 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới. Rạng sáng ngày 7 tháng 1, tại khu vực đường mòn biên giới bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, lực lượng tuần tra chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch số 2, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, phát hiện 11 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trong đó, 10 đối tượng cư trú tại xã Diễn Liên và một đối tượng cư trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Qua điều tra xác minh, các đối tượng trên trước đó đã sang Lào làm công nhân. Đơn vị đã tiến hành các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi đối tượng là 4 triệu đồng. Chuyên mục nóng trên mặt báo. Thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện về vụ án nâng khống kit xét nghiệm COVID-19. Thông tin mới nhất là tại cơ quan điều tra, Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á khai nhận là đã bắt tay với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%, cao hơn nhiều so với thực tế và đã chi hoa hồng cho các đối tác gần 800 tỷ đồng. Đó là hai con số đáng suy nghĩ khi cơ quan công an công bố kết quả điều tra ban đầu về vụ án xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 4 năm 2020 đến nay, công ty Việt Á đã cung cấp sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 cho các bệnh viện CDC 62 trên 63 tỉnh thành phố với doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng. Để bán được nhiều sản phẩm, bị can Phan Quốc Việt và lãnh đạo công ty Việt Á có chủ trương câu kết với lãnh đạo CDC hoặc các cơ sở y tế nhằm thông thầu nâng giá sản phẩm cao hơn so với thực tế. Đổi lại, công ty Việt Á chi hoa hồng cho bên mua có nơi lên tới 20%. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, lời khai ban đầu của bị can Phan Quốc Việt cho biết, công ty Việt Á đã nâng khống giá kích xét nghiệm cao hơn nhiều so với thực tế và đã chi số tiền hoa hồng cho các đối tác gần 800 tỷ đồng. Vâng thưa quý vị, một sản phẩm được cho là thiết yếu nếu như không nói là bắt buộc phải có để thực hiện xét nghiệm và sàng lọc COVID-19 bị đẩy giá lên gần một nửa. Không sai khi nói rằng đây là ăn cướp chứ không phải là bán hàng. Nâng khống lên chừng đó, ai phải chịu? Câu trả lời đó là nhà nước chịu, doanh nghiệp chịu và người dân sử dụng dịch vụ test COVID-19 phải chịu mức chi phí test COVID-19 với giá cắt cổ. Ngay trong tháng 12, câu chuyện ở một công ty tại thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương gây bức xúc dư luận đó là nhận lương xong, công nhân tá hỏa khi phát hiện bị công ty trừ tiền test COVID-19 bằng kỹ thuật real-time PCR với giá cao hơn nhiều so với mặt bằng chung. Thậm chí có công nhân bị trừ tới 3,4 triệu đồng cho hai lần xét nghiệm. Nếu như không có chuyện thổi giá thì mức giá xét nghiệm đã không đến mức nhảy múa như vậy và số tiền tiết kiệm được vốn đã ít ỏi sẽ giúp đỡ cho rất nhiều người trong lúc khó khăn bởi dịch bệnh và để được thông qua cái giá phi lý đổi lên tới 45% ấy liên quan đến con số thứ hai, 800 tỷ đồng. Đó là số tiền hoa hồng mà Việt Á đã chi ra cho các đối tác. 800 tỷ so với khoản doanh thu 4.000 tỷ của Việt Á qua vụ ký test khoảng 20%, tương đồng với tỷ lệ phần trăm mà Phan Quốc Việt đã chi ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, số tiền gần 30 tỷ đồng sau khi thông qua 5 hợp đồng trị giá 151 tỷ đồng. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã quyết định đưa vụ án Việt Á vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Bộ Công an đang tập trung lực lượng khẩn trương tổ chức các hoạt động điều tra xác minh làm rõ toàn bộ bản chất của vụ án với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu sự can thiệp trái pháp luật của bất cứ cá nhân tổ chức nào. Công luận yêu cầu phải làm rõ 800 tỷ đồng đã chi cho những ai để người sai phạm phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Hơn nữa, phải tìm cách thu hồi khoản tiền này và những khoản tiền chết lệch do những đối tượng lợi dụng dịch bệnh trục lợi. Chuyên mục Đông Tây chuyển động. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 1, Bộ Y tế đã sửa đổi mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19. Nội dung ghi rõ 7 mũi, bao gồm mũi tiêm cơ bản, mũi tiêm nhắc lại và mũi tiêm bổ sung như vậy, so với mẫu cũ ghi 2 mũi cơ bản, mẫu mới được bổ sung các thông tin liên quan mũi tiêm liều cơ bản 3 mũi, liều bổ sung 1 mũi và liều nhắc lại 3 mũi. Tổng cộng, tùy loại vaccine được tiêm, loại liệu trình 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi và cần tiêm bổ sung, một người có thể cần 7 mũi tiêm. Tuy nhiên, hiện nay liều nhắc lại được Bộ Y tế cho phép tiêm 1 mũi, chưa có hướng dẫn tiêm nhắc mũi 2, mũi 3. Liều cơ bản là vaccine tiêm theo liệu trình quy định của nhà sản xuất. Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, người tiêm vaccine Varocell Sputnik phải tiêm mũi bổ sung mới được xem đủ liều cơ bản. Như vậy, liều cơ bản hai loại vaccine này lên 3 mũi. Liều bổ sung là liều tiêm sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày. Liều nhắc lại còn gọi là liều tăng cường, tiêm ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung. Giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19 được cấp cho mỗi người sau khi thực hiện tiêm chủng theo quy định. Sau khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm, cơ sở tiêm chủng cung cấp giấy xác nhận đã tiêm theo mẫu cho người dân. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết 116 của Chính phủ và quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Nhiều tỉnh, thành phố đã triển khai hỗ trợ cho người lao động. Mọi thủ tục đều được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Bình Định là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng do đại dịch Covid-19, khiến các doanh nghiệp người lao động gặp nhiều khó khăn. Ngay sau khi có nghị quyết 116 của chính phủ và quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định đã dồn mọi nguồn lực kịp thời thực hiện chính sách với thủ tục đơn giản nhất, người lao động đã kịp thời nhận được tiền hỗ trợ. Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc, công nhân công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hưng Phát tỉnh Bình Định nói: làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn Fitech Việt Nam, mới đây, anh Nguyễn Văn Tiến và chị Nguyễn Thị Thu đã được Bảo hiểm xã hội thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam chuyển khoảng 2,4 triệu đồng một người, theo nghị quyết 116 của chính phủ. Trong lúc khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, số tiền này có ý nghĩa rất lớn đối với anh chị. Anh Nguyễn Văn Tiến, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam, khu công nghiệp Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, chia sẻ. Thống kê của Bảo hiểm xã hội Hà Nam, cả tỉnh có 134.000 người lao động trong diện được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Trong số tiền hỗ trợ người lao động là hơn 300 tỷ đồng và khoảng 74 tỷ đồng giảm trừ cho đơn vị sử dụng lao động. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam đã giải quyết cho trên 97% người lao động trong diện được nhận hỗ trợ với tổng số tiền trên 280 tỷ đồng. Còn tỉnh Bình Định cũng thực hiện giảm tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong vòng 12 tháng với tổng số tiền hơn 51 tỷ đồng. Việc chính sách hỗ trợ của chính phủ được triển khai nhanh chóng đã phần nào giúp người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, là nguồn động viên rất lớn để họ yên tâm đồng hành cùng với doanh nghiệp, duy trì sản xuất vượt qua đại dịch. Thưa quý vị, thời gian gần đây, những người làm nghề bẫy ốc mực ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đang lo lắng về tình trạng mất ốc diễn ra liên tục. Người mất ít trị giá vài chục triệu, mất nhiều thì hàng trăm triệu đồng. Có những gia đình kỳ quệ vì mất ốc và đã có những người dân nghĩ đến việc bỏ nghề. Tại các xã Khánh Hải, Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời có nhiều hộ dân làm nghề bẫy ốc mực. Họ dùng vỏ con ốc cột thành chuỗi thả xuống biển để bắt mực tua. Đây là nghề rất ít sát hại nguồn lợi thủy sản nên được khuyến khích phát triển. Tuy nhiên, hàng chục chủ ghe ốc ở các xã vừa nêu đang đứng ngồi không yên trước nạn mất cấp ốc. Có những gia đình chỉ sau một đêm đã bị mất hàng ngàn con ốc. Anh Tăng Quốc Vương, ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bức xúc tụi em đánh xuống ốc xuống gì đó rồi qua đêm thì sáng hôm sau thì mất ốc. Sáng hôm sau mình kéo thì thấy nó mất ốc gì đó. Trong năm nay thì em mất ba bốn lần rồi. Thì một lần thì nó nằm khoảng 2 ngàn con gì đó. Thì em mất trong năm nay không là khoảng chín thiên là 9 ngàn con. một thiên thì nó nằm giá là 25 26 triệu đồng à, khoảng chính thiên là trong năm nay không. Theo lời người dân địa phương, thực trạng mất cắp ốc đã diễn ra nhiều năm nay. Trước đây thi thoảng mới có một vụ, còn hiện nay cứ ra biển đánh bắt là bị mất, xui rủi lấy ngay của ai người đó chịu. Người mất ít thì vài ngàn con, trị giá vài chục triệu đồng; mất nhiều thì hơn chục ngàn con, trị giá hàng trăm triệu đồng. Như gia đình anh Vương Văn Cương ở ấp Thời Hưng xã Khánh Bình Tây, vào năm 2020 đã bị mất ốc một lần đến tháng 10 vừa qua lại bị mất thêm hai lần nữa. Với số lượng khoảng 15.000 con ốc bị cuốn mất, gia đình anh Cương thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Anh Vương Văn Cương, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau chia sẻ. Thì nó khoảng cứ năm nay đều đi, đợt trước thì nó thưa thưa, khoảng cứ năm nay đều đi, mấy tháng gần Tết rồi nè. cứ ra một phát nó một đó là bị nấy, cái chuyến nào ra cái rình rình người ta nấy, ăn trộm mà nó nấy không bưởng trước. Nãy thì sau coi suốt đêm đi chăng nữa cũng bị nấy nữa cũng bị mất nữa nhưng ví dụ như chuyến rồi đó ra khoảng cứ đánh đêm một à, à nó nấy hết ở đây hết tám cho bên e, ghe em ấy là hết 80 chục triệu đó, còn ghe mấy anh em là người mất mấy trăm mấy trăm triệu không có nữa Ê, giờ có cái cơ quan chức năng sao mà vào cuộc để giúp cho anh em ghe ốc rồi anh em ghe bên trên biển này mất ngư lưới cụ này cơ quan chức năng là có cái biện pháp gì đó để cho giảm bớt đi để anh em yên tâm, biển yên tâm làm ăn thôi Bây giờ cứ quá trời mất rồi ra là mất ra là mất cả hai tháng nay không dám ra biển luôn. Đa số những người làm nghề ốc ở cửa biển đá bạc, xã Khánh Bình Tây, kênh mới, xã Khánh Hải gần như ai cũng đã từng bị mất ốc, không riêng anh Cương mà còn nhiều gia đình khác lâm cảnh khốn đốn vì nạn mất cấp ốc. Những người dân làm nghề bẫy ốc nơi miền biển Tây Cà Mau đang rơi vào cảnh bỏ thì thương mà vấn vương thì khổ. Anh Lê Hữu Nghĩa, ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau chia sẻ có được thì tạo công an việc làm cho bà con ta làm chứ kiểu này chứ theo kiểu này không cũng là chết dịch bệnh khó khăn thì chờ à, cái đồ mình đánh bắt ra được thì nó rẻ ta rẻ còn thêm trộm cắp này làm nổi nó không đáng kể nhiều bây giờ chẳng nghe sắm nghe mà đi bỏ mình sao mình canh được nó làm cả ngày cả đêm nó mệt rồi. mình ngủ ngủ trong cái thời gian mình ngủ là nó nấy nó, nó canh mình nhưng mình đâu canh được nó đâu mà bảy ốc mực là nghề mà họ đã gắn bó bao lâu nay bỏ nghề thì họ không biết làm gì nhưng tiếp tục gắn bó với nghề thì luôn lo lắng với nạn trộm ốc thực trạng ăn cắp ốc của ngư dân ở vùng biển tây đang rất nan giải thời gian qua nhiều ghe ốc phải nằm bờ không dám ra khơi cũng đã có những gia đình phải điêu đứng vì nạn mất ốc đã đến lúc cơ quan chức năng cần phải vào cuộc để ngăn chặn thực trạng này. Thưa quý vị, thời gian gần đây nhiều hộ dân trong huyện Phước Long, tỉnh bạc liêu đã tận dụng đất trống quanh nhà, đất cải tạo vườn tạp và đất ruộng chuyển sang thực hiện mô hình trồng rau má, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ghi nhận tại địa phương này, hiện có trên 50 ha được nông dân thực hiện mô hình trồng rau má, tập trung chủ yếu ở một số khu vực thuộc xã Vĩnh Thanh, Hương Phú và Vĩnh Phú Đông. Theo các hộ trồng rau má cho biết, rau má là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc với chi phí đầu tư thấp, thích nghi với nhiều vùng đất, thu hoạch được nhiều đợt trong năm, cho ra sản phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong và ngoài huyện. Cây rau má từ khi trồng đến khi thu hoạch vụ đầu tiên mất thời gian khoảng 20 đến 25 ngày, sau đó cứ nửa tháng là thu hoạch một đợt. Nhờ trồng gối vụ nên ngày nào người dân cũng có rau má cung cấp ra thị trường. Hiện tại giá rau má trên thị trường đang ở mức cao, từ 15.000 đến 16.000 đồng một kg trước đó một tuần lên tới hơn 20.000 đồng một kg. Nhờ đầu ra và giá cả ổn định, nên người trồng rau má ở huyện Phước Long thu lợi nhuận khá cao. Và bây giờ là phần tin thế giới gây chú ý. Thưa quý vị, ông David A. Chan, 72 tuổi, một người Mỹ gốc hoa thế hệ thứ ba, sống tại Los Angeles, Mỹ. Đang được nhiều người biết đến qua câu chuyện ông đã đi trải nghiệm 8.000 nhà hàng khác nhau để tìm ra món ăn Trung Quốc ngon nhất. Hành trình thử nghiệm 8.000 nhà hàng của ông David A. Chan kéo dài trong 40 năm qua. Cuộc hành trình đầy tâm huyết của ông bắt đầu như một cuộc tìm kiếm danh tính, cũng như ghi lại sự thay đổi văn hóa của những người nhập cư Trung Quốc như thế nào. 40 năm qua, David A. Chan vẫn giữ bản ghi chi tiết từng nhà hàng mà ông ghé qua. Sau nhiều năm trải nghiệm, David A. Chan không muốn dừng lại ở đó mà tiếp tục mở rộng khu vực khám phá, tìm kiếm các món ăn Trung Quốc đích thực ở khắp nước Mỹ như New York, San Francisco và Mississippi. Và thưa quý vị, sau nhiều năm dừng việc học để mưu sinh, của ông 88 tuổi Ray Nera ở thành phố San Antonio, tiểu bang Texas của Mỹ, đã trở lại trường đại học, theo đuổi tấm bằng cử nhân và tốt nghiệp cùng với cháu gái 23 tuổi. Câu chuyện đặc biệt hiếm gặp của cặp ông cháu đến từ Mỹ là bằng chứng cho việc không bao giờ là quá muộn để học tập. Hai ông cháu Rennera và Melanie Salazar đăng ký học tại Đại học Texas vào năm 2017. Từ đó cả hai vẫn đều đặn đi chung xe đến trường và học cùng nhau. Melanie Salazar chia sẻ rằng có được tấm bằng tốt nghiệp đại học là một trong những mục tiêu và ước mơ trong cuộc đời của ông Rennera. Cuộc sống bận rộn khiến ông phải tạm dừng ước mơ lấy bằng đại học. Biết được ước nguyện của ông, cô cháu gái Melanie Salazar đã động viên rủ ông cùng đăng ký vào trường đại học Texas, cùng cô tiếp tục hành trình học tập. Họ đã cùng nhau trong 4 năm học trải qua nhiều khó khăn thách thức. Ông nhận bằng cử nhân kinh tế, trong khi cháu gái của ông Melanie Salazar nhận bằng cử nhân về truyền thông. Cùng nhau đứng trên sân khấu là một khoảnh khắc đầy xúc động đối với cả hai. Liên tục chương trình Cà phê không đường, xử lý xe kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát hành trình. Tiền Giang, hai tên trộm cắt cửa sổ leo vào nhà trộm tài sản giữa ban ngày. Chuyện ngày mới, áo mới cho chung cư cũ. Chuyên mục cà phê không đường. Thưa quý vị và các bạn, lắp đặt camera giám sát hành trình là quy định bắt buộc đối với các loại ô tô kinh doanh vận tải. Mặc dù việc xử phạt đã có hiệu lực nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, đến nay vẫn còn không ít phương tiện kinh doanh vận tải chưa lắp đặt khi tham gia giao thông. Câu chuyện đáng quan tâm này được phản ánh tại Đà Nẵng kiểm tra ngẫu nhiên 10 phương tiện kinh doanh vận tải trong vòng 1 giờ trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân, lực lượng chức năng tại Đà Nẵng phát hiện hai phương tiện chưa lắp camera giám sát hành trình theo quy định. Lý giải nguyên nhân doanh nghiệp mới chỉ lắp camera theo dõi tài xế và hành khách mà chưa lắp camera giám sát hành trình, tài xế Lê Việt Phương cho biết do dịch bệnh khó khăn xe đắp chiếu nhiều tháng nay. Ông Lê Việt Phương, tài xế xe khách cho biết: Thời gian vừa rồi, rồi cũng đã có cái chỉ thị để lắp camera hành trình rồi nhưng mà do bệnh dịch bệnh nên là cũng chuẩn bị đợt tới là bắt đầu là mới lắp toàn bộ hết đó. Khó khăn do dịch bệnh mới chạy lại, chuyến sau sẽ khắc phục là câu chuyện được nhiều tài xế đưa ra mong được thông cảm với lỗi chưa lắp camera giám sát hành trình. Anh Lê Tấn Tráng, tài xế xe container cho biết. Có camera giám sát tài xế rồi nhưng mà vừa rồi do dịch với lại hàng hóa nó ít chưa chạy nhiều quá. Nên bây giờ máy bắt đầu chạy lại nó cũng chưa công ty cũng chưa có bét rồi hết, tại công ty cũng nhiều xe đó. Anh Phạm Quốc Công, tài xế xe đầu kéo nói: "Giờ giờ ngày, mai khắc phục lại lương anh. Dạ, em cố gắng bình công ty cố gắng báo công ty rồi khắc phục." Từ ngày 1 tháng 1, việc xử phạt xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp camera giám sát hành trình đã chính thức có hiệu lực. Lực lượng chức năng tại Đà Nẵng đã ra quân tăng cường công tác kiểm tra xử lý, tuyên truyền nhắc nhở các trường hợp chưa thực hiện theo quy định. Thiếu tá Hồ Phú Cường, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Đà Nẵng cho biết: "Qua kiểm tra đa phần là lái xe và doanh nghiệp là chấp hành tốt việc lắp đặt camera hành trình. Tuy nhiên cũng còn một số trường hợp là chưa thực hiện cái việc lắp đặt camera hành trình. Chúng tôi nhắc nhở, tuyên truyền đồng thời yêu cầu lái xe chủ doanh nghiệp phải cam kết việc thực hiện lắp camera hành trình. Nếu tiếp tục vi phạm thì chúng tôi tiến hành xử lý theo quy định. Việc xử phạt xe kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát hành trình đã được lùi thời hạn để gỡ khó cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên đến nay, hoạt động vận tải đã dần trở lại bình thường, thì việc lắp đặt camera theo quy định kịp với tiến độ là điều mà các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cần quan tâm. Tiếp tục chương trình 24 giờ hôm nay là những thông tin nóng mà chương trình đã cập nhật. Thưa quý vị, khi chủ nhà khóa cửa đi đám dỗ, thì hai tên trộm đã dùng kìm cộng lực cắt khung cửa sổ đột nhập vào nhà lấy tài sản và tiền mặt trị giá trên 80 triệu đồng. Sự việc xảy ra tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã được camera ghi lại. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 6 tháng 1, hai nam thanh niên đi chung xe máy vào một con hẻm trên quốc lộ 50 thuộc địa bàn xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Khi vào hẻm thì hai thanh niên này phát hiện có một căn nhà khóa cửa không người trông coi, nên bọn chúng đã dùng kim cộng lực cắt khung cửa sổ. Sau khi cắt được khung cửa sổ thì một đối tượng leo vào nhà để trộm tài sản và một tên đứng để cảnh giới bên ngoài. Sau khi trộm được tiền mặt và vàng tổng trị giá trên 80 triệu đồng thì hai đối tượng này thản nhiên lên xe tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến vụ trộm đã được camera an ninh ghi lại được. Nhận được tin báo, Công an thành phố Mỹ Tho và Công an xã Đạo Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, đồng thời điều tra truy bắt hai đối tượng trên. Một vụ cướp ngân hàng táo tợn vừa xảy ra tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank chi nhánh quận Hải An, đường 356 Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Đáng chú ý, đối tượng này còn rút vật giống khẩu súng ngắn đe dọa nhân viên ngân hàng. Theo hình ảnh do camera an ninh ghi lại, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 7 tháng 1, một nam thanh niên đeo ba lô, đầu đội mũ trai, bịt mắt bất ngờ ập vào phòng giao dịch ngân hàng. Đối tượng này chỉ vật giống súng vào người bảo vệ đang ở gần đó, bắt người này đứng yên rồi đe dọa các nhân viên đang ngồi trong một quầy giao dịch. Để thị uy, nam thanh niên này đã nổ súng bắn lên trần nhà. Trước sự uy hiếp của tên cướp, một nữ nhân viên ngân hàng đã phải lấy tiền tại bàn giao dịch, tại các khay tiền phía dưới học bàn giao dịch đưa cho đối tượng. Sau khi lấy tiền nhét đầy ba lô, đối tượng rời đi. Khi ra khỏi phòng giao dịch ngân hàng, đối tượng này tiếp tục uy hiếp bảo vệ ngân hàng, cướp thêm chiếc xe máy của nhân viên bảo vệ rồi nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Sau khi tên cướp rút khỏi hiện trường, bảo vệ cùng các nhân viên ngân hàng đã truy hô cùng quần chúng nhân dân đuổi theo, truy bắt kẻ cướp. Khi chạy đến khu vực bờ đê, chân cầu Tân Vũ, Lạch Huyện, cách hiện trường khoảng 4 đến 5 km, đối tượng đã vứt bỏ lại chiếc xe máy và tẩu thoát. Các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đang phối hợp với công an quận Hải An khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng. Cũng tại thành phố Hải Phòng, một vụ va chạm giao thông đã xảy ra tại đường Vũ Chí Thắng, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, gây xôn xao dư luận. Theo đó, tài xế điều khiển xe Kia Cerato khi lùi đã không cẩn thận va chạm với ô tô Mazda 3, đổ phía sau khiến xe này bị vỡ cản trước, Tuy nhiên, tài xế xe Kia Cerato không những không xin lỗi mà còn có thái độ hóng hách, thách thức chủ xe Mazda. Thậm chí, người này còn cố tình lùi xe để tiếp tục gây ra va chạm. Khi thấy đối phương đang dùng điện thoại quay lại sự việc, tài xế xe Kia Cerato lớn tiếng chửi bới. Chưa dừng lại, người đàn ông liên tục đá cầm ghế gỗ gần đó đập mạnh vào đầu xe Mazda, khiến mũi xe bị mất một phần. Vừa đập phá, người này còn vừa thách thức. Sau đó, người đàn ông lên xe bỏ đi. Hành vi trên khiến cho nhiều người bức xúc bởi thái độ ngang ngược của người đàn ông. Có vẻ tài xế này đang trong tình trạng say xỉn nên dẫn tới tình huống trên. Quý vị thân mến, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có hơn hàng trăm chung cư cũ đang tồn tại hơn trăm năm tuổi đang xuống cấp, cần cải tạo. Thế nên, việc sơn sửa phủ xanh những chung cư cũ là điều rất cần thiết. Việc làm này không chỉ nhằm kiến tạo một môi trường sống xanh sạch và văn minh, mà còn phần nào nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường của người dân. Chuyên mục Chuyện ngày mới hôm nay sẽ chia sẻ cùng với quý vị về câu chuyện này. Chung cư Phạm Ngọc Thạch quận 3 thành phố Hồ Chí Minh là một trong những chung cư đã tồn tại hơn 70 năm, thế nên vẻ ngoài không tránh khỏi việc xuống cấp và cũ kỹ. Thế nhưng từ sau khi được nhóm bạn trẻ tình nguyện viên đến sơn sửa, chung cư đã thay lớp áo xưa bởi một màu áo mới tươi sáng hơn, khiến nhiều người dân nơi đây cảm thấy vui mừng và thích thú. Bà Đỗ Thị Phú, dân cư chung cư Phạm Ngọc Thạch quận 3 thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Nhưng mà khi người ta đến người ta lại nói chung là màu con vẫn đến chúng bởi vì nó mang lại cái cái cuộc sống cái thấy nó đầy đủ hay là từ trường quý là biết ơn đoàn hay là người ta lại đưa cây đến có thể quan tâm đấy là cái cuộc sống của bà dân cư bà Nguyễn Minh Hằng dân cư chung cư Phạm Ngọc Thạch quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nói tôi thấy đó là một cái điều rất là tốt các bạn nói chung là tích cực làm như vậy giống như là để cho chung cư nó được xanh sạch đẹp hơn chung cư nó cũ nhưng mà tất cả mọi người dân đều có một cái ý thức đều có một cái gọi là làm cho cái khu ở mình nó sạch nó xanh thì đầu tiên là nó bảo vệ sức khỏe cho mình Ngoài việc loại bỏ lớp rêu bám bên ngoài chung cư, phủ sân mới ở hành Lan, phía đoàn thanh niên tình nguyện viên còn gửi tặng cây xanh, giúp góp vào tiêu chí chung cư xanh, tạo không khí trong lành thoải mái cho người dân. Để hướng phong trào, nhiều người dân nơi đây cũng đã tự trồng những cây xanh, hoa cảnh, vừa làm đẹp, phủ xanh chung cư, vừa góp phần cải thiện đời sống tinh thần, ý thức bảo vệ môi trường. Bà Nguyễn Minh Hằng, dân cư chung cư Phạm Ngọc Thạch, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm. Cô đây này là cô tự trồng, tự tăng. Đó, mấy người gây sổ trước cửa nhà cô là là tự trồng, tự chăm, tự rộng về phương tự sạch sẽ ha. để nói chung là mình ở thì mình có cái xanh sạch thì nó vẫn làm cho mình có cái sức khỏe và đạt sức khỏe cho mình nhiều hơn. Được công việc mình làm mình lớn tuổi rồi thì mình, mình buổi sáng mình ra mình chăm cây, mình làm cây cũng đó là một cái thể dục nó cũng làm cho con người mình nó nhanh nhẹn khỏe mạnh lên hy vọng sẽ càng có nhiều hơn nữa những chung cư lâu năm không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh và ở nhiều địa phương khác nữa sẽ hưởng ứng việc xanh hóa và được khoác lên mình một màu áo mới tươi sáng để có thể ngày càng cải thiện đời sống, sức khỏe và tinh thần cho nhiều người dân. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt.